Lúc trước má cũng nghĩ như con vậy đó. Nhưng ông bà xưa có câu: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Với lại má thấy ba con cũng thành tâm. Má thật sự nghĩ vậy hả má? Bây giờ con trưởng thành rồi, con sẽ có quyết định của riêng con. Và má, má tôn trọng quyết định đó. Vô chuẩn bị thay đồ đi gì nha con. Đi đâu vậy dì? Thì đi dự tiệc. Hôm qua dì nói con rồi, dì xuân kỷ niệm ngày cưới. Bữa nay á, dì giới thiệu cho con biết nhiều người hay lắm. Nhưng mà thôi, con không đi đâu dì. Dì kêu nên đi với dì nha. Dì kêu con đi chứ rủ nên đi á thì được cái gì? Tối ngày con cứ trong nhà ủ rũ như con mèo vậy đó. Con phải ra ngoài giao tiếp với người ta chứ. Nhưng mà thật sự con không muốn đi. Con á thì cái gì cũng không muốn hết, đừng có cãi gì. Tối nay á, dì giới thiệu cho con ông tổng biên tập. Sau này á, người ta nâng đỡ con, con á phải biết dọn đường cho mình trước chứ. Xong chưa Hương? Dạ. Trời đất, nãy giờ làm mặt cũng chưa xong nữa, con làm gì lâu dữ vậy? Dì đợi con chút xíu, con gần xong rồi. Dì muốn con trang điểm lên một chút cho nó đẹp, chứ ngoại hình con vậy thì được rồi. Phải vui vẻ hoạt bát lên, tối ngày cứ rầu rầu như bà già đó. Dì thấy con á, dì phát chán luôn đó. Thay đồ đi đi con, mau lên. Dạ. Mặc bộ đồ này hả? Dạ. Muốn giống quà hả? Thay bộ đồ đầm lên cho nó đẹp, coi như là bữa nay con đi xin việc làm. Phải diện lên chứ. Vậy được không gì? Ừ, ít nhất phải vậy chứ. Thay đồ lẹ đi con. Dạ. Lát nữa dì giới thiệu con với ông tổng tập báo, con phải nói năng hoạt bát lên nghe chưa. Phóng viên là phải có phong cách linh hoạt chứ, lờ đợi con ai mà dám tuyển. Dạ. Chú này á quá vợ mấy năm rồi, chú quen cái gì á hồi học phổ thông rồi lên đại học, ra trường á chú theo nghề làm báo luôn. Lúc đầu á chú nghèo lắm chứ không có sướng như bây giờ đâu. Vậy sau này chú làm nghề gì mà giàu lên hả dì? Vợ chồng chú nghèo, dì cho vợ chồng chú mượn tiền làm ăn. Sau này khấm khá, chú nhớ ơn dì. Dì mà giới thiệu con à, chú nhận lời liền đó. Ừ, uống rượu đi. Hôm qua tôi hên lắm đó chị. Tôi canh me tôi bán giá trần, bữa nay xuống sàn. Tôi đợi vài phiên xuống nữa tôi mua có lời đó chị. Chị ngồi đi chơi nha, tôi ra ngoài chút nha. Ra đây gì con? Dạ, chào anh. Lâu quá mới gặp anh Quý, lúc này anh sao, khỏe không? Khỏe, khỏe rồi. Nghe nói lúc này ngân hàng phát triển lắm. Cuộc sống chị thế nào? À, cũng được. Cháu Thiện phải không anh? Ừ, cháu Thiện đó. À,
lâu quá không gặp. Bữa nay cháu lớn hẳn lên, đẹp trai nữa đó. Dạ chào cô. À quên nữa, xin giới thiệu với anh, đây là bé Hương, cháu gọi tôi bằng dì. Chào Hương. Chào, chào. Mời anh và cháu vô bàn ngồi. Dạ được rồi, ngồi đi. Chào cô. Bạn ngồi đi bạn. Ừ, chào nha. Chắc Hương không nhớ tôi đâu. Hương thấy anh quen quen. Hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tôi gặp Hương trong trường hoài. Hương không biết tôi. Anh biết. Chứ tôi thì biết Hương đó. Chờ chút xíu, ra đi. Hương là hoa khôi của trường, cho nên rất nhiều người để ý đến Hương. Nhưng mà Hương đâu có thèm để ý đến ai đâu. Hương học bên khoa báo chí phải không? Tôi học bên khoa tâm lý năm cuối. À, hèn chi Hương thấy anh quen quen. À Hương. Dạ. À, vậy cháu có viết báo hay là chuyện gì không? Dạ, thỉnh thoảng cháu có viết bài gửi cho báo chí, nhưng mà chỉ là sưu tầm tư liệu thôi ạ. Bữa nào rảnh á, tới tòa soạn gặp tôi, tôi sẽ đưa cho tài liệu về nghiên cứu thử xem. Dạ, con cảm ơn chú. Anh Quý. À, chào anh. Chào anh. Anh khỏe không? Chào khỏe. Anh em mình ra ngoài nói chuyện chút xíu ha. À, Hương ngồi đây nói chuyện với Thiện. Khi nào rảnh, cứ tới tòa soạn gặp tôi. Dạ, con chào chú. Gặp Hương ở trong trường hoài à. Nhưng mà thấy Hương nghiêm quá, cho nên tôi không có dám làm quen với Hương. Không ngờ lại gặp Hương ở đây. Nếu mà không có dịp này, không biết tới khi nào mới có thể tiếp cận được với Hương. Anh Thiện nói vậy làm Hương ngại quá à. Nếu mà người nào chưa gặp Hương, chắc tưởng tượng ra Hương là một bà cô già rất là khó tính. Hương không phải là bà cô già khó tính, mà là người đẹp khó tính. Với ngoại hình của Hương thì Hương dễ giao tiếp và dễ lấy tin nữa. Ý anh Thiện như vậy là sao? Thì thường thường tâm lý của người ta bây giờ rất thích tiếp xúc với phái đẹp. Hương đi lấy tin mà gặp những người đàn ông thì chắc chắn Hương sẽ gây được cảm tình, mình dễ dàng khai thác họ lắm. Theo Hương thì khác. Hương nghĩ chỉ có ngoại hình không thì chưa đủ đâu, còn phải có khiếu ăn nói, còn nhiều thứ khác nữa. Dĩ nhiên rồi, là một phóng viên thì phải cần rất nhiều yếu tố chứ. Anh ví dụ như là tính linh hoạt nè, nhạy bén, nhạy cảm. Anh nghĩ là Hương có tư chất đó. Hương cứ yên tâm đi. Khi nào mà Hương ra trường rồi, anh sẽ nói với ba anh dẫn Hương về tòa soạn. Cảm ơn anh Thiện trước nha.